Bố của tôi là thính giả đầu tiên nghe về kế hoạch của chương trình này. Ông ấy vô cùng thích kế hoạch này. Nghe có vẻ rất thú vị. Đợi làm ra được rồi, chắc chắn bố sẽ ngày ngày canh giờ để nghe. Có lẽ bởi vì ông ấy chẳng bao giờ tưởng tượng nổi con gái của ông ấy vậy mà lại được di truyền giọng hát lạc điệu của ông ấy. Ấy thế nhưng cô ấy lại muốn làm phát thanh viên của chương trình âm nhạc. Hơn nữa còn làm được rồi. Trước khi chương trình này được phát sóng, ông ấy đã rời xa tôi rồi. Thế nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ nghe được. Nghe được tôi đã trở thành phát thanh viên cho tập phát sóng đầu tiên của chương trình. Từ nhỏ tôi đã là một người tông điếc, khi hát sẽ bị lạc điệu, còn bị bạn học chế giễu. Thế nhưng bố tôi chẳng sốt ruột chút nào. Ông ấy sẽ tìm bản nhạc, dạy tôi từng chút một. Ông ấy còn đưa tôi đi hát karaoke. Ông ấy nói với tôi, con người vốn dĩ không hề hoàn hảo, quan trọng là biết chấp nhận một bản thân chân thật nhất. Phải dũng cảm đối mặt với thế giới này. Bố của tôi thực sự khiến tôi cảm thấy, dù cho bỏ thân phận là bố của tôi đi, tôi cũng vẫn thấy ông ấy là một người rất ấm áp, rất có sức mạnh và rất rất tốt. Chuyện vui nhất hồi nhỏ của tôi chính là cùng ông ấy đến quán karaoke để tập hát. Vậy thì bài hát tiếp theo đây. Cảm ơn nhà sản xuất đã tùy hứng để tôi chọn bài hát này. Bài hát lần nào cũng chọn khi tôi đi quán karaoke cùng bố. Bài Vì Sao Dưới Ánh Mặt Trời của Kim Hải Tâm. Tô Niệm Khâm, cả đời này em cũng không muốn gặp lại anh nữa.